Ngày mới sáng nay sẽ tiếp tục với những thông tin đáng chú ý trong phần tiêu điểm báo chí. Thưa quý vị, chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Việt Nam dù đã kết thúc 2 ngày qua, song với những gì mà hai nước đạt được qua chuyến đi này, các trang báo tiếp tục có nhiều tin, bài phân tích, đánh giá. Trên báo Thanh Niên, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden sẽ mở ra những cơ hội chưa từng có để Việt Nam thực sự tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, bởi mối quan hệ kinh tế thương mại song phương giữa Việt Nam và Mỹ có tính chất bổ trợ lẫn nhau. Theo những phân tích của Bộ trưởng Bộ Công Thương, sản phẩm Việt Nam có lợi thế về nhân công. Ngược lại, Mỹ là một trong những thị trường nhập khẩu quan trọng nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất của Việt Nam. Đặc biệt, hiện nay, các doanh nghiệp Mỹ đang định hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng nhằm giảm thiểu rủi ro đứt gãy và nguy cơ phụ thuộc vào một số thị trường. Đây sẽ là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động sản xuất, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Người đứng đầu Bộ Công Thương cũng cho báo Thanh Niên biết, Mỹ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, bảo vệ môi trường sẽ giúp Việt Nam xây dựng đầu tư hệ thống năng lượng quốc gia hiệu quả hơn, đồng thời tạo ra cơ hội hút dòng vốn đầu tư trực tiếp và công nghệ cao trong lĩnh vực này. Ngoài ra, sự hỗ trợ từ phía nước Mỹ về chuyển dịch năng lượng công bằng sẽ hỗ trợ Việt Nam đẩy nhanh quá trình đạt đỉnh phát thải khí nhà kính và chuyển dịch từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch. Thưa quý vị, cũng liên quan đến chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Việt Nam vừa qua, các báo dân trí Sài Gòn Giải Phóng cũng có bài viết cho biết, sau khi hai nước Mỹ-Việt tuyên bố nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện đã nhận được sự quan tâm của quốc tế. Theo đánh giá của báo chí Nhật Bản, bằng việc nâng cấp quan hệ lần này, Việt Nam và Mỹ đạt mục tiêu tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế, chất bán dẫn, phát triển trí tuệ nhân tạo và an ninh. Đặc biệt là hai bên nhất trí tôn trọng thể chế chính trị và tính độc lập tự chủ của châu. Báo chí và truyền thông của Hàn Quốc nhấn mạnh việc Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ song phương lên mức cao nhất, đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững cho thấy vị thế của Việt Nam đã được nâng lên. Còn các kênh truyền thông của Mỹ đánh giá quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam là quan hệ quan trọng tại một khu vực quan trọng trên thế giới. Báo Vietnamnet hôm nay có bài viết đề cập đến thực trạng nhiều doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội diễn ra thời gian dài, dẫn đến khó có khả năng thu hồi, ảnh hưởng tới việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động. Từ đó, tác giả bài viết đã đề xuất dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, cần chú trọng đến các biện pháp chế tài xử lý mạnh tay những doanh nghiệp này. Báo Vietnamnet cho biết nhiều doanh nghiệp giữ bảo hiểm xã hội để lấy tiền đó kinh doanh, thay vào việc đi vay ngân hàng. Lợi thế này không được pháp luật cho phép, vi phạm đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Được biết, trong dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi mới nhất, cơ quan soạn thảo đề xuất quy định người sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội phải nộp số tiền bằng 0,03% mỗi ngày tính trên số tiền trốn đóng. Quyết định ngừng sử dụng hóa đơn đối với người sử dụng lao động trốn đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên. Đồng thời quyết định hoãn xuất cảnh đối với người sử dụng lao động trốn đóng bảo hiểm xã hội từ 12 tháng trở lên. Kiến nghị khởi tố đối với trường hợp có dấu hiệu phạm tội trốn đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Bộ Luật Hình sự. Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi của người lao động, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã bổ sung trách nhiệm của người sử dụng lao động phải bồi thường cho người lao động nếu không tham gia hoặc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không đầy đủ kịp thời mà gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của người lao động. Ngộp vì lạm dụng app là tiêu đề một bài viết được báo Tuổi Trẻ đăng tải. Bài viết cho biết, ứng dụng công nghệ thông tin có ý nghĩa to lớn cho đời sống phát triển. Các cổng dịch vụ công trực tuyến ra đời, người dân chỉ cần ngồi tại nhà là có thể làm nhiều thủ tục, không phải mất thời gian đi lại, xếp hàng chờ đợi. Tuy nhiên thì ở một vài nơi, ít nhiều có dấu hiệu lạm dụng các ứng dụng. Báo Tuổi Trẻ cho biết, thời gian qua xuất hiện tình trạng cấp quận, huyện đã hướng dẫn người dùng điện thoại thông minh cài đặt tải app của quận nhà và tuần sau đến lượt cấp phường xã kêu gọi sử dụng app của phường. Thậm chí có nơi ngành đoàn thể ở cấp cơ sở cũng mở app riêng cho mình và vận động đoàn viên hội viên nhân dân đăng nhập khiến người dân đến ngợp vì app. Thực tế thì cũng cho thấy đã có nhiều trường hợp kho chứa điện thoại quá đầy khi tải app về phải xóa bớt ứng dụng đã có, trong khi không phải ai cũng có khả năng mua điện thoại với dung lượng lớn. Và theo như tác giả bài viết, ngoài việc mỗi người chủ động bỏ bớt các app không cần thiết,
thì cũng cần giảm bớt các kiểu app bắt buộc phải cài. Ví dụ như đóng học phí cho con, chuyển khoản cho nhà trường là cách ổn hơn thông qua app. Điều quan trọng nhất vẫn là nằm ở chất lượng, hiệu quả hoạt động các ứng dụng, không nhất thiết phải tập trung chạy đua mở app.